Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của Điện 90 TV. Dịch trước mình có quay đến Hoành Đồn của xã Hoành Đường để làm một video toàn cảnh về cau và có một chia sẻ của một bác đã 4 đời trồng cau đây. Thì sau video đó thì cũng có rất nhiều người đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mình về các vấn đề về cau cũng như cau giống nữa. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với Hoành Đồn và sẽ làm một video để giới thiệu với mọi người về cau giống cũng như các chia sẻ của một người chuyên làm về cau giống tại xã Hoành Đường nhé. Và nếu bạn nào có một thắc mắc gì về cau nữa thì hãy để lại bình luận cũng như có thể liên hệ trực tiếp với bác ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ vào và liên hệ với bác ấy nhé. Vâng, mình đang có mặt tại Nào Hoành Đồn. Nói chung dịp này khá là lạnh đấy. Nói chung vừa rồi ở quê mình khá mưa và lạnh khá là nhiều. Hôm nay thì cũng đã liên hệ được với bác ấy. Thì nhà bác ấy cũng ở ngay gần cổng Nào Hoành Đồn. Bây giờ mình sẽ vào nhé, sẽ hỏi thăm. Bác ấy tên là bác Đạt, một người cũng khá trẻ nhưng mà mình để ý bác ấy là làm cau giống khá nhiều, thậm chí bác ấy cũng vận chuyển đến tận nơi và trồng cho mọi người nữa. Nói chung là rất chi là từ cây giống cho đến kỹ thuật cũng như trồng chăm sóc như thế nào bác ấy cũng sẽ chia sẻ. Bây giờ thì mình sẽ vào tìm bác ấy và sẽ có những chia sẻ nhé. Ok, mình đã tìm được đến nhà bác ấy. Mình đã hỏi thăm này, nhà anh Đạt, ở một ngôi nhà rất khang trang. Đó, thì mình sẽ cố gắng liên hệ được với anh ấy và em chào anh. Chào em. Vâng. Và hôm trước em cũng đã liên hệ với anh để có một chút hỏi về cau các thứ ấy. Thì mà hy vọng hôm nay anh sẽ có nhiều chia sẻ giúp em về cau giống Hải Đường, đặc biệt là Hoành Đồn và cũng các nhiều câu hỏi mà có rất nhiều người đã hỏi em. Thì hôm nay em sẽ hỏi anh để giải đáp nhá. Thì không biết vườn nhà anh đâu nhỉ, có khi em xin phép được tham quan và có nhiều thắc mắc hỏi anh một chút. Đây, như vườn nhà anh đằng trước đây ạ? Vườn nhà anh đằng trước này, okay. Bố mẹ anh đằng sau. Ôi, chỗ này rộng hết nhỉ. Ok, em thấy nhiều cau giống rồi. Thế có khi anh em mình ra đấy rồi em xin phép tham quan và hỏi một chút về cau giống. Vâng. Ủa, nhà anh cũng trồng nhiều hoa hồng, rất đẹp nhỉ. Con chào bà nhé. Ô, anh có cả con chim gì đấy? Chim... anh nuôi cặp chích chòe. Kiểu tự nhiên này nó đẻ không anh? Có. Ừ, anh nó sinh sản được mấy đứa rồi lại thả nó ra. Hay phết. Đấy. May quá, hôm trước cũng hay theo dõi fanpage của anh nên là biết anh hay làm cau giống nên là cũng hỏi thăm rồi liên hệ anh. Ồ, đây anh trồng nhiều cây ăn trái riêng nữa nhỉ? Đây, nhà anh trồng một số cây bưởi. Đấy. Thì em hỏi chút là đây toàn bộ các cây cau giống hết rồi. Các cây anh để làm giống kìa. Cau giống nhỏ ở dưới, còn những cái cau trên này thì nhà anh đa phần thì nhà anh bán quả hết rồi. Và một số những cái cây mà nó cho quả nó tốt. Ở đây là cây này nhỉ. Em thấy cái cây này buồng khá là xài nhỉ. Ừ. Cây này là để làm giống này anh. Ừ. Những cái buồng này làm giống này. Đấy. Những buồng phía kia. Nhìn chung những cái buồng sai này nhà anh để làm giống. Ở đây này cũng còn rất nhiều buồng to. Ừ. Đây cau giống này anh. Đây cau giống đây em ạ. À, cây cau này anh ương từ tháng mấy đấy ạ? Cây cau này là bắt đầu anh xuống mầm là từ tháng giêng năm trước. Tháng giêng năm trước ạ. Ừ. Đến giờ này là được 1 năm rồi đấy. Đấy, 1 năm. Ừ, 1 năm thì nó sẽ được khoảng tầm 4 đến 5 lá. 4 đến 5 lá đấy. Ừ. Như cau này bây giờ nếu mà anh đang xuất có giá là bao nhiêu đây? Những cây này thì anh xuất bán lẻ tại vườn cho bà con thì là 45.000 một cây. 45.000 cây. Còn lấy số lượng lớn thì có thể là giá sẽ bắt đầu giảm dần. Những cây này là bán hết rồi. Những cây này được mấy năm rồi ạ? Những cây này thì nó tùy một số những cái cây mà nó sẽ có giống cau tứ thời. Không, em đang hỏi cái to này này. À, cái to này là của nhà anh cấy hơn 3 năm hết rồi. Hơn 3 năm nào nữa. Đấy, những cây này nhà anh hạ ra vườn. À, nhưng có bán không? Nếu có bán không? Những cây này không có ý định bán nữa. Nhưng mà nên giả sử bán thì nó sẽ rơi vào giá bao nhiêu em đang... Những cái cây này bây giờ bán thì rơi vào giá khoảng tầm 350-400.000 một cây. Vâng, đấy như cờ trồng với cây này là sắp được thu rồi nhé. Một vài... 2 năm nữa được thu. Đấy, không biết về tiêu chí chọn cau giống và trồng cau giống thì nó sẽ như thế nào anh nhỉ? Cái tiêu chí của mình ấy, thứ nhất là chọn giống, thứ nhất là mình phải chọn những cái cây mà nó đã... Những cây mẹ nó đã cái tuổi nó cao nữa. Ví dụ như là nó phải tầm trên 20 năm. Trên 20 năm. Đấy, ui, nhìn quả tròn đều, ngoan. Đấy. Là năm nào nó cũng phải đều như thế. Nói chung là những cái cây đấy hầu như là mình xác định đã để cau giống là năm nào hầu như cũng để rồi. Đấy, năm nào cũng để. À, đúng ạ. Có năm thì một vài buồng, có năm thì nó tùy theo cái cây, nếu cây nó yếu rồi thì mình để ít đi. À, vâng.
Nhưng mà khả năng tiếc là em đến hôm nay chưa vào dịp vào vụ co giống, ý là đang xuống giống nhỉ. Có khi dịp nào đó ví dụ như cái buồng này mà anh đánh hạ xuống để anh trồng thì anh báo em nhá, để em xuống em xem cách ương giống như nào. Có thể sẽ rất nhiều người cũng chưa biết cách ương giống không. Nhưng ương nó có khó không anh? Ví dụ như là mình nó dễ thôi, tí nữa mình cho xem cái nứa trà đầu của mình thì đã ủ nó bắt đầu nứt rồi đó. Vâng. Cái này thì em khoảng tầm 1 tháng nữa em đến. À 1 tháng nữa. Có gì anh liên hệ em trước 1-2 ngày để em sắp xếp lịch nhá. Okay. Em hỏi một chút nữa nữa. Ví dụ như mình trồng cái này là mình trồng mình cũng đánh vợ được anh nhỉ? Cái này đã tỉa ra bán rồi đấy. Đấy. Những cây to là khách chọn thì mình đã đánh trong việc. Đây em sẽ nhìn sang bên này trước đi. Bên này thì ví dụ như mình cũng cứ trồng chắc cái này khoảng 20 phân một cách 20 phân nhỉ? Nó khoảng 20 phân. Những cái loại này thì mình mới đánh nó ra. Thế là cứ cây to kia là mình sẽ tỉa trước. Đấy, tỉa trước. Ồ, nhà anh vườn trồng rất nhiều luôn. Có vẻ bác với anh là cũng trồng khá chuyên về cau giống nhỉ? Em hay để ý là anh trồng, anh mang đi khắp nơi. Hình như anh còn cả vận chuyển đến tận nhà và trồng luôn cho mọi người nữa đúng không? Có dịch vụ là vận chuyển tại nhà. Thường thường thì như ở trong huyện mình thì mình sẽ ship miễn phí đến tận nhà cho bà con. À, nếu trong huyện là miễn phí. Đấy. Hôm qua em nói chuyện với anh là anh sẽ hình như đang có dự định lên thành phố Nam Định với lại sang Ninh Bình nữa cả. Ngày mai thì mình lên thành phố Nam Định mình trồng cho bác ở trên Nam Định 200 cây lớn. À. Lại giao cho bên Ninh Bình là hơn 100 cây. Ví dụ như nếu mà mình trồng thêm thì mình chắc phải thêm chứ. Thêm một chút chi phí nữa chứ đúng không? Thường thường là nếu như mà trồng nhiều ấy thì cái chi phí mình tính nó hợp lý thôi. Còn ví dụ như bây giờ đi tận thành phố Nam Định mình trồng khoảng tầm 30 cây thì tất nhiên là cái chi phí phải cao hơn. Đúng rồi. Nói chung là bác có thể nhiều nơi có thể cái cách chăm sóc chưa biết nên là mình thường sẽ giao đến và sẽ trồng luôn cho mọi người để cẩn thận nhất. Như em ví dụ như những cái cây to này trước em thì chưa được trồng về cau. Nhưng em thấy là mọi người bảo những cái cây to này nếu mà đánh lên và trồng xuống thường là phải giữ nguyên vị trí ấy. Hay không? Ví dụ như nào anh có thể ví dụ cho em. Anh ví dụ như bây giờ mình đánh cây này lên nhé. Vâng. Đây, cái hướng này là hướng đông thì mình sẽ đánh dấu. Đánh dấu à? Đánh dấu hướng vào. À hướng đông. Khi mà mình đánh lên là mình trồng giống như người ta thì phải giữ nguyên đúng không? Mình cũng giữ nguyên như vậy. À đấy, bởi vì hôm trước em có một bác ở Tuyên Quang, bác ấy trồng cũng nguyên quả rồi. Thế nên bác ấy bảo cây của bác cũng được mấy năm rồi, chắc nó phải ngang như cây này này. Bác bảo 3 năm. Bác ấy đánh lên nó trồng xuống, em hỏi bác ấy là lúc đánh lên trồng xuống em chỉ nghe thôi, nhưng hôm nay đúng hỏi anh trực tiếp là đánh lên trồng xuống thì anh có giữ nguyên vị trí cho nó hay là cứ đặt vừa. Anh bảo anh chả biết, anh cứ đặt lại. Em bảo nhưng mà nếu mà ví dụ mình đặt vừa với lại đặt đúng vị trí nó sẽ như thế nào ấy? Thực tế là cái vấn đề mà mình đặt đúng vị trí và đặt không đúng vị trí thì nó thực tế cái ảnh hưởng thì mình nghĩ là nó không nhiều. Vâng. Đấy, nhưng mà nó có một cái đặc thù thế này này, ví dụ như bây giờ mình đánh hướng đúng hướng, cái cây này nó ở trong vườn này nó đã ăn ánh nắng ở ví dụ hướng đông, nó ăn chuẩn ánh nắng hướng đông rồi. Hướng đông. Và lúc về buổi chiều thì nó ăn chuẩn ánh nắng hướng tây rồi. Tây. Khi mà mình xoay nó ngược lại ấy, thì ánh nắng buổi chiều nó sẽ gắt hơn buổi sáng. Thì cái mặt bên này nó đã ăn ánh nắng nó vừa phải, còn mình xoay sang ánh nắng gắt thì cái cây nó sẽ bóc nhiều, thậm chí là nó phát triển không được tốt. Gần đấy. Như kiểu bây giờ nó hai mặt của nó sẽ bị thay đổi lại cái còn cái chất lượng có hay không là chủ yếu nó phải do giống. Do giống rồi đúng không? Do giống là chủ yếu đâu. Tại sao rất nhiều người hỏi em là ở Hải Đường, đặc biệt là Hoành Đồn này, giống cau lại vừa chuẩn vừa ấy, là rất nhiều người đã hỏi em là cố gắng về đây làm giống rồi cũng chia sẻ về giống, thì anh có thể cho em biết là cái cau giống của mình là có được bao nhiêu lâu rồi? Ý là cái thời các cụ là đã rất nhiều, có lẽ là rất lâu rồi đúng không? Anh thì khả năng là truyền lại của bác là bác làm nhiều nên anh em mình thì còn trẻ nên là có thể có nhiều cái về phương tiện xã hội nên là có thể là làm về cau giống này nhiều. Thì anh có thể cho em biết là thường là bây giờ anh thường hay xuất mỗi năm anh thường xuất khoảng bao nhiêu cây cau giống, ước lượng thôi có thể là như nhà anh, bố mẹ anh ấy làm giống cũng gần 30 năm này rồi. Từ những cái năm trước thì cau nó không có sốt như năm nay. Đúng rồi, nhà năm anh này làm từ 5 đến 7 nghìn cây. Thì cứ năm này bán không hết thì lại gối đến năm sau. Còn như 2 đến 3 năm gần đây thì mỗi năm nhà anh bán khoảng tầm 1 vạn cây. 1 vạn cây. Nhiều. Em thấy như năm nay là cau đang khá sốt, kể cả về quả này, kể cả về giống này. Thì anh có thể cho em một cái chia sẻ là ví dụ như những cái cây này như mọi năm, như năm nay so với khoảng 2 năm về trước thì giá nó đã lên nhiều rồi. Như những cái cây này so với năm trước thì hiện tại bây giờ giá đã tăng lên khoảng gấp đôi. Vậy ạ. Tức là mọi năm nó chỉ tầm khoảng hơn 20 nghìn à? Như cái loại này thì mọi năm thì nó tầm 17 đến 20 nghìn.
vậy là vẫn còn. Còn như cái năm kia nữa thì cái tầm này nó khoảng tầm 15.000. Chia sẻ rất là thật như vậy. Đúng rồi, nó là theo nhu cầu sự hướng đó. Vì em thấy năm nay có khá là nhiều người, kể cả dưới em thấy cũng có nhu cầu mua cầu giống rất là nhiều. Thì đúng là cái cung thì có thể nó chưa thể đáp ứng hết cái cầu, nên là giá cả nó sẽ phải thay đổi một chút. À đây có những cái cây như đây là cũng còn mới trồng nữa. Cái này được lâu rồi anh nhỉ? Em thấy nó hơn. Là những một số giống tứ thời ở trên bà con trên Hưng Yên. À tức là anh đang có đơn đặt là tận Hưng Yên cả. Đấy, đơn đặt tận Hưng Yên là những người ta là mua chuyên về tứ thời để về làm phục vụ cao lễ. À quả quanh năm mà. Đấy thì những cái loại này là nhà anh làm đã đặt riêng và có khách đặt hàng. À tức là chỗ này gần như là cũng đã kín, ý là có người đã đặt hết rồi. Cái này thì tầm bao giờ đánh được anh nhỉ? Cái loại này thì mình đánh luôn bây giờ về mình dâm ra cũng được. Cũng được rồi. Mà mình để tốt nhất vào khoảng tầm tháng 7 tháng 8. À tức là đấy. Khi đó cũng bắt đầu cái mùa gọi là mùa mưa một chút. Mưa rồi. Nó mát trời rồi, bắt đầu cây lúc đấy nó khoảng 20 phân. À ý là lúc đấy nó khả năng bằng cái này rồi hay là không, lúc đấy nó chỉ bằng cái này thôi. Cái này có ý là khoảng 3 4 lá nhỉ? Ba cái này có gọi là này gọi 3 lá. 3 lá, 4 lá. À. Đấy. Anh ngoài vườn em nghĩ em thấy anh bán khá nhiều, khả năng ngoài vườn đây anh còn vườn nữa ở đâu nữa chứ? Còn vườn đằng sau nữa, với vườn trên đường đấy em ạ. Ui đấy, khi em thấy vào trong này rất nhiều mọi người, cũng ngoài nhà anh là cũng rất nhiều mọi người xung quanh đây, hầu như cũng làm giống rất nhiều. Nói chung là khả năng em sẽ để số điện thoại ghim của anh trong phần mô tả video để có thể ai đó sẽ hỏi anh về cau giống này, cũng như liên hệ mua hoặc là các vấn đề về cau nhé. Bởi vì em thì em chỉ đi làm video thôi, còn mọi thứ về cau thì em không am hiểu lắm. Và bác nào nếu mà có nhu cầu là liên hệ cần về cau giống này, hoặc là các kỹ thuật chăm sóc, hoặc là vấn đề về tất cả về cau, thì em nghĩ là mọi người nên hỏi với bác ấy trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Thì em để ý là các cây cau đây cũng hình như mùa này lá hơi vàng là đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, mùa nó qua mùa đông thì bắt đầu là sương muối nhiều thì lá đấy. Xong khi mà cái đợt mùa chuẩn bị nó ấm lên thì bắt đầu là những cái bẹ lá đỏ nó sẽ tụt xuống. À tụt xuống nhỉ. Đấy, nó bóc bẹ để nó là buồng. Những cái bẹ mới lên nó sẽ xanh. Tức là em còn một vấn đề nữa, đợt tới khả năng em sẽ phải nhờ anh một chút là tầm tháng mấy bắt đầu là sẽ bắt đầu vào vụ cau sấy anh nhỉ? Nó khoảng tầm tháng 9 tháng 10. 9 tháng 10 dương hay âm đang âm lịch. Âm lịch à? Đấy thì có lẽ cái dịp đó em sẽ phải liên hệ với anh, nhờ anh giới thiệu cho em một nò sấy để em có thể làm một video về cau sấy nữa, để giúp có thể rất nhiều người ở nhiều nơi có thể biết rằng ở Hải Đường là cau sấy sẽ như thế nào và quy mô như thế nào, và có thể rất nhiều các xã, tỉnh ở gần xung quanh Nam Định cũng đang rất có nhu cầu về làm cau sấy. À anh ơi, em có một cái thắc mắc nữa là ở gần nhà em có một nhà trồng cây cau khá là cao rồi, chắc phải đến 2-3 mét ấy, mà em thấy không có quả, không biết cái đấy là do nguyên nhân gì anh nhỉ? Theo như cái kinh nghiệm của mình trồng cau rồi ấy, thì mình thấy nếu như mà cái cây cau mà trồng khoảng tầm từ 7 đến 10 năm mà quả nó chưa ra ấy, thì là tốt hết là bà con nên chặt đi. Nói chính xác là như vậy. Còn cái đấy nó là nguyên do là do gì anh nhỉ? Nguyên do là do giống. À chứ không phải do cách trồng à? Đấy, do giống cau. Đây từ ví dụ như cái nếu mà cái cau mà phải chuẩn giống cao mùa ở Hoành Đồn ấy. Thì thứ nhất là cái bẹ của nó rất là dài bẹ. Tức là cái phần bẹ của nó. Cái bẹ lá từ tức là từ cái phần ốc mà kéo dài hết cái phần của lá. Thì nó phải rất là dài và nó phải lã xuống. Vì vậy nên là với gọi là cau mùa lã lọc. À nó rã. Đấy, nó lã xuống đấy mình nhìn đấy. À tức là nó rã xuống. Lá nó đều lã xuống. Còn nếu mà lá nó cứ dựng trơ trơ lên ý mà bẹ nó ngắn thì coi như là nó cái chất lượng quả nó rất là kém. Tức là mình phải để ý cái bẹ lá nó như nào rồi. Vậy là để mai em về sẽ nhìn lại cây đó. Và nếu bác nào mà cảm thấy cây nào mà nhà mình nó kém, được trồng được khoảng 7 đến 8 năm chẳng hạn, mà chưa thấy nói chưa đến quả là thôi tốt đến thế này. Chặt. Không tiếc sót gì cả. Không tiếc sót gì nữa. Không nên tiếc sót, không phải đánh lên hạ xuống hay là trồng đi chỗ nó khác nữa đúng không? Đấy là không phải là do đất, không phải là do cách trồng nữa, mà nó là do cái giống rồi. Đấy, cái giống là đấy. Vậy nên là cau chuẩn Hoành Đồn nha, mọi người nhìn ý này. Đấy, như chia sẻ của bác ấy là đấy, cái lọc nó phải, cái bẹ lá của nó phải dài. Dài. Nó dài thì nó rã xuống. Đúng rồi. Đấy, nó rã còn xuống nó ngắn tụt tụt thì nó không bị rã xuống. Đúng được rồi, ngắn tụt thì nó dựng lên trời. Mà cái buồng, cái cuống buồng rất là ngắn mà quả nó không ra gì cả. Đấy. Đấy. Đấy, nó một trong những cái chia sẻ cây cau chuẩn để mà ra quả tốt và quả đều, quả sai.
là những cái buồng đấy, cái đã đọc này, cái buồng đấy là anh để giống đúng không? Đấy là để giống đấy. Toàn bộ những cái buồng mà vậy chứng tỏ là những cây nào để giống là thường là nhìn cái hình dáng của nó đã biết là cây này tốt. Mặc dù em để cây thì không cần, không cây thì không to đâu nha. Không to, không phải là cứ cây mập nó có quả. Cây đấy rất vé nha, cây đấy em để ý là nếu mà gốc nó cũng bình thường mà lên đấy ngọn ngọn còn vé nữa nha, mà đấy buồng rất chì đã luôn này. Mà nếu mà để đây, em lại xin gắn lại gần một tí này. Đi đây, đây thì mấy cây làm giống cũng vậy này. Ở gốc đây rất này. Là nhỏ thôi. Gốc nhỏ nhỏ thôi mà. Buồng đã đời luôn, đấy mọi người. Cây nhìn rất bình thường. Đấy, mình sẽ gọi là xấu dây tốt củ ấy. Đây, đây, đây. Nguyên là... Ủa, hơi, hơi. Đây, nếu mọi người cây rất bé bé nhá. Nếu mà cây này với cây này nhìn khác nhau hoàn toàn này. Đấy, nhưng mà cái buồng rất chia to. Đó, mình sẽ... ngoài cô anh không không zoom được đó. Đấy, cây bé bé nhưng mà để làm cao giống lại quả rất chi nhiều. Đây, em lại ở bên cây này nữa này. À, cây nữa. Cái cao của nó là... À, đây, đây. Thụy Trí đến được cái cây lại đang nói chuyện. Cái rạ. Tại vì một số cây nó để giống thì quay trực tiếp để cho bà con thấy nó nó thực tế, nó cụ thể. Đấy, cây nó lá nó rõ xuống. Đấy, cây những cây này là chuẩn bị giống đấy anh nhỉ? Đấy, chuẩn bị giống. Cái này quả. Bây giờ bẻ đã được rồi đấy, nhưng mà mình muốn cho nó già hơn tí. Già hơn tí nữa thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Ừ. Đấy, những buồng kia thì hơi non hơn một tí là tới sau. Nói chung là khoảng 1 tháng nữa là bẻ được hết. Những cái cây mà anh ấy đã xác định để lại làm cao giống toàn những cây nhìn cái dáng thôi đã biết là cây cao tốt, cây cao chuẩn của làng Hoành Đồn đấy nhá. Đó. Thực tế là mình bán giống vậy, mình làm bà con trồng 7 năm. 6-7 năm bắt đầu với cho thu hoạch mà mình bán cái làm cái giống nó không có đâu ấy, thì thế là mình không có tâm mà làm. Các bản là anh cũng bán chủ yếu là trong huyện. Hiện là có đôi khi là sau đến nhiều người biết đến anh qua Facebook hoặc là các đấy. Thứ hoặc là giới thiệu nên là các tỉnh khác, các huyện khác nữa là ấy rồi. Mà chủ yếu là đấy, mọi người cũng biết là ở Hải Hậu mình là trồng cau và cau rất chi là nhiều, đặc biệt là Hoành Đồn. Đấy, sau dần dần bây giờ các nơi cũng đang trồng nhiều nữa. Nhưng mà để vào con cây giống thì có lẽ vẫn là Hoành Đồn của Hải Đường thì vẫn là một trong những nơi mà địa chỉ. Đó, cây đẹp nhỉ, những cây này thích đúng không? Những cái cây này nhà anh không có hổ phân đại, tức là toàn bộ là phân xanh với lại phân kia thôi. Đấy. Đấy, mọi người có thể thấy nó một vườn rất chi là thích luôn. Đấy. Nhìn bẻ lá các kiểu là nó đều đẹp. Ok cả. Khỏe. Nhìn nó xanh tự nhiên, không xanh kiểu xanh mướt quá. À, kia là xanh mướt quá, nhìn nó cũng cảm giác có hơi nhiều phân. Đôi khi nó lá nhìn nó kiểu cứng này mà đấy, nó hơi vàng vàng ấy, đẹp này. Cây này cao khác. Cây cao lùn anh đang bác ấy cũng thử nghiệm cái cây cao lùn, nhưng mà theo chia sẻ của anh ấy là cây cao lùn không phù hợp với vùng ở đây. Nói chung là chủ yếu là để làm cảnh như làm cảnh thôi. À, đây đang ra khu. Cái cây này là mới được 4 năm rồi. 4 năm đấy à? 4 năm rồi. Ui, gốc to nhỉ. Đấy, tức là mình tùy theo nó. Hình như cây này chuẩn bị có quả rồi anh nhỉ? Chuẩn bị có quả hết rồi. Năm nay thì bắt đầu là bói bẻ bẻo. Bói rồi thì chứng tỏ năm tới là sẽ có buồng. Đây là 4 năm coi như chuẩn bị năm tới, mình cứ gọi là năm thứ 5. Thường là sẽ mấy năm là sẽ bắt đầu có quả anh nhỉ? Thường nếu như mình cấy một cái một không có đánh lên hạ xuống nữa thì 5 năm bắt đầu là bói. Vâng, nếu mà mình có thể mình sẽ bị siêu dịch thì nó sẽ bị thụt lại khoảng 1 năm chẳng hạn một. À, đây những cây này là những cây này thì thôi, nhưng mà nếu có ai nhu cầu mà mua anh có bán không? Công trình ấy, người ta mua thì anh vẫn bán chứ không phải là không bán. À, ừ. Nhưng mà bởi vì nếu mà đánh thì nó sẽ bị kiệt rồi các thứ thì cũng không nên đánh những cây to quá đúng không? Đúng rồi. Vâng. Ví dụ em cứ đặt ví dụ như cái cây anh vừa cây lấy ra thử bán thì giá bao nhiêu vậy? Cây này anh bán thì có quả. Anh bao trọn gói là cái vận chuyển tùy theo đường xa gần. Vâng. Đấy. Anh bao trọn gói là 500.000 một cây. Dạ. Nhưng mà những cái này mình đánh không phải mình đánh một cái là mình đi mình cấy ngay được. Đúng rồi, có khi phải đánh chuyền, đánh chiếc. Đúng rồi, phải đánh chuyền. Đấy, bởi vì những cây to rồi. Nhỏ ra mình mới đi được. Đấy. À, ở đây em thấy có một vài cây kích thước nhỏ hơn một chút những cây trong kia. Ví dụ như cái cây này thì sẽ giá như thế nào anh nhỉ? Cái cây này là cái hệ câu lùn lai. À, lùn lai. À, không phải à? Anh thử cấy. À, mấy cây này thôi đúng không? Đây, okay. Cho nó ra cho ạ. Hình như anh bảo là để gì tới những cây như thế này sẽ bán lên Nam Định đây nhỉ? Nam đây, Định. Ngày mai là anh bán lên Nam Định những cái loại to như vậy. Tầm cây những cây này là nếu mà chọn gói là bao nhiêu ạ? Chọn gói là 200 em ạ, cả vận chuyển. Ồ đấy, nói chung là những cây như thế này là rất đẹp rồi. Đấy, rất đẹp. À. Thế em hỏi một chút là nếu bây giờ hôm trước em có một bác có một câu hỏi là bác ấy trồng nguyên một quả đồi. Đấy, tức là bác ấy trên Tuyên Quang. Bác muốn hỏi là khoảng cách để trồng một
để trồng từ hàng nọ hàng kia mà trồng nhiều như bạn ấy thì khoảng cách như thế nào là hợp lý ạ? Nếu như mình trồng nguyên cả quả đồi, vâng, nguyên vườn, vâng, thì cái khoảng cách của mình là đảm bảo từ khoảng 1,5 m đến 2 m là ok. Vâng. Đấy, nhưng mà nếu như mà để có điều kiện được hơn là 2 m. À, ý là nếu mà nó càng thưa một chút nữa thì càng tốt. Đúng rồi. Còn nếu mà từ nếu mà có thể là tối thiểu là 1,5 m đi, tối thiểu 1,5 m. Còn ví dụ thì ai có điều kiện 2 m, 2,5 m đúng không? Đúng thì, rồi, đấy. Thì bởi vì hôm đấy bác ấy cũng rất lăn tăn với em là bác ấy bảo trồng 1,8 m rồi. Cũng nhiều người bảo rồng dày quá, thế là bác ấy từng phải đánh đấy, cứ lại có câu chuyện đánh lên rồi lại thấy sau lại tiếc lại bỏ xuống. thì có thể là nếu mà bác ấy xem được video này thì hãy cứ tạm yên tâm nhá và cố gắng chăm sóc, khoảng vài năm nữa là sẽ được thu hoạch rồi. Đấy, bác ấy thấy bảo cũng trồng năm thứ ba rồi, khoảng 2 năm nữa. Khoảng nếu như mà cái đất phát triển tốt với chăm sóc tốt thì khoảng tầm 5 năm là bắt đầu nở. Với đây em nếu mà em được biết là nếu mà như ở vùng đồi tốt hơn anh đất ở dưới anh em mình nhỉ? Đúng rồi, thường thường là cái đất đồi ấy thì nó hợp với cây cao hơn. À, hợp hơn. Hợp với cây cao hơn. Mình như mình bán ở trên Lào Cai với lại trong Đắk Lắk thì mình thấy ở trong đấy thì cái sản lượng quả tốt hơn ngoài mình. Tức là cái buồng sẽ sai hơn ạ. Đúng rồi, buồng nó sai hơn. À. Đấy, nhiều khi em cũng bảo là rõ ràng ở mình là một đất chuyên trồng cau và cau giống cũng rất chuẩn và cũng như kỹ thuật chăm sóc thì không thể nói là có thể nói là dày dặn kinh nghiệm, mà tại sao trên video của em thì nhiều người vẫn bảo là ở chỗ tôi là trồng có những buồng lên tới 15, 17, 18 cân thì khó năng là có lẽ là không phải là do có giống mà nó có lẽ là do cái có thể là giống một phần nhưng mà cái có lẽ về điều kiện về đất đai khí hậu nữa đúng không ạ? Để có được cái năng suất tốt ấy, thì nó rất nhiều cái nguyên nhân. Đấy, thứ nhất là về cái thời tiết này. Có những năm thì cau rất là sai và buồng rất là lớn. Đấy, thứ hai nữa là về cái tuổi đời của những cây giống. Ví dụ như những cái cây mà mình đang ở trong tầm thu từ 10 năm đến 30 năm ấy, thì là cái sản lượng nó cao hơn. Đấy, thứ ba nữa là về cái chất đất với lại cái độ chăm sóc. Đấy, nó rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nếu như mà cái giống cau mà đã chuẩn rồi thì đảm bảo là với mọi người là cái buồng nó đều từ 5 đến khoảng tầm 15 cân. Đấy là mức độ mà phổ biến. Tức là anh cũng em thấy vườn thì anh cũng thuộc dạng là trồng nhiều và cũng trồng lâu rồi. Thì anh có thể cho em một chia sẻ là cái buồng cau mà anh đã trồng và chăm sóc và hái xuống là nặng là bao nhiêu cân nữa? Những buồng cau nhà mình có những buồng là cao nhất là 15 cân. 15 cân. 15 cân. Đấy, 15 cân. Là đấy là cái buồng những buồng đông treo đấy. Ví dụ như những buồng để giống kia. Vâng. Thì nó khoảng tầm 12 cân. Đấy. Đấy. Nhưng em thấy cái buồng đấy còn đang hơi bé đấy, nếu mà có những cái buồng to nữa đâu, có lẽ anh lại hái xuống rồi. Bởi vì em nghĩ là những cái buồng cuối cùng này nếu buồng bẹ ở cuối đúng không? Nếu những bẹ đầu, nửa đầu thì đã hái xuống rồi. Đấy, nếu bẹ đầu bẹ mẹ bẹ thứ hai thì em nghĩ là sẽ còn nặng hơn nữa. Bởi vì thường là đầu bao giờ nó. Đấy, ví dụ đàn chó mà đẻ ra con đầu tiên bao giờ sẽ là con to nhất rồi. Cũng như cũng buồng cau ví dụ trên cây thì những buồng đầu tiên bao giờ em nghĩ sẽ to nhất. Ok, còn em sẽ xin phép thăm cái là rau cau giống của anh mới xuống tí nhỉ? Rồi, ok. Vâng, anh ở chỗ khác nữa đâu. Đấy, nói chung là nhà bác ấy trồng ở rất nhiều nơi. Đấy, sẽ riêng biệt ra cau năm nay, cau năm vừa rồi, hoặc là cau tứ thời, hoặc là cau chính vụ. Vậy, trồng là vườn rất rộng. Đấy, nói chung là gặp được một bác chuyên làm về cau giống và có chia sẻ thẳng thắn về rất nhiều cau giống. Đấy, có lẽ một dịp nào đó khi nứa cau giống này xuống thì mình sẽ quay trở lại để xem bác ấy sẽ hạ cau và trồng cau như thế nào nhá. Nói chung là chưa được biết về cau giống lắm nên là cũng khá tò mò và cũng có rất muốn chia sẻ đến mọi người về cau giống sẽ được trồng như thế nào và chăm sóc như thế nào. Nhà bác ấy khá dễ tìm. Đấy, nó ủ ở trong đấy à? Ô anh ơi, em tưởng ví dụ ủ bao nhiêu lâu rồi anh, như cái anh ngủ hay anh ngủ hơn một tháng, anh phơi nó nọ đi, anh hái xuống anh phơi nó nọ đi. Em tưởng như các cây khác cứ hái xuống để trò vào đất. Ủa, nếu mà cho em trồng là có khi em hái xuống em trò vào đất để trồng luôn. Phải phơi đi ạ. Quả này có khả năng nó hỏng đấy. Cũng có tỷ lệ đấy. Có tỷ lệ cũng cầu kỳ nhỉ. Em kiểm đến này. Cái quả này bây giờ bắt đầu lên mầm. Đấy ạ.
quả kia chắc đã hỏng nhưng mà nó có thể nó chậm nên mà chậm hơn. Đấy, cái này đang nứt rồi đây. Nếu mà đến giai đoạn này mình ủ khoảng bao nhiêu lâu thì ủ thêm thời tiết nó ấm lên khoảng tầm 15 đến 20 ngày nữa thì bắt đầu là phải cho đá bầu. Đây à? Đấy, ví dụ đây. Đá bầu đấy. Khi mà ủ ủ lên là nó thấp thôi, nó không được cao. Ý là nó gọi là hơi nhú nhú lên thôi. Nhú lên. Đấy thì mình cho đá bầu. Thế mình phải bóp cái nốt kia đi lại. Không cần bóp, cứ để vậy. À phải ủ trước à? Ừ, đấy, như em nào không biết là có khi em cứ cho luôn nó bầu này, em sơi luôn. Nếu cho bầu này nó có ấy được. Nó vẫn được nhưng mà nói chung là cái tỷ lệ nó không bị thấp đi. Được. Ý là có thể mình cho đây nó ấm rồi nó ủ đúng như ủ mạ anh nhỉ. Đấy. Mình hiểu như là mình đang ủ mạ đúng rồi. À, chà. Đấy. Không biết có nhiều bác có xem video này có ngỡ ra nào có khi mình làm cầu giống sai được. Nhưng em nghĩ là sẽ có nhiều người nghĩ như em là mang hết ra vườn cho hết xuống đất sờ trước đi rồi mai nó mọc lên cây nào trồng cây đấy không? Vậy cũng được, nó vẫn nảy nhưng mà cái tỷ lệ nó không được được như ý như của mình. Cái này gần như là cũng không nói 100% nhưng mà phải đến 90% là còn sẽ được. 90%. Đấy. Anh cam đoan là sẽ được 90% đây. Nó như bằng tầm này đây anh đã cho lan rồi đây. Đây cây này mới đúng không? Đấy, cây này mới này. Đấy. Những cái này là trà đầu nhưng mà nó nảy muộn hơn tí. Đấy. Nó nảy muộn hơn tí nó nhú nên là mình cho ra. Đấy những cái này nó có thấy rêu là trước nó tí rồi. Đấy trước nó đấy tí. Nó tùy theo cùng một cái đống này nhưng mà có những cái đúng rồi, những cái quả như cái anh bảo chia sẻ cái quả có quả nó đã nứt rồi, có quả kia chưa chắc đã là phải là hỏng. Đấy. Ồ hay nhỉ. Đấy, có những cái đống đằng kia như ở đầu kia anh bới chục quả ăn cả 10 luôn. Đấy. Cái này là cát đấy nhỉ, cát pha gì ấy không? Cái này cát xây nhà đấy. Đấy. Đấy, cát xây nhà. Thật hay, nói chung là cầu giống đúng là phải có nào để mới hiểu được cái vấn đề. Và khi mà mình cho ra bầu này thì đất của mình là thường là đất bột. Vâng. Như ở quê mình thì là dùng đất ải. Đất ải. Xong rồi đập nhuyễn ra. Nhuyễn ra. Xong rồi cho lân, thế lại cho phân khô, phân gà đó, phân lợn khô vào. Phân mục. Đấy, mình đảo lại với nhau xong mình cho vào. Vâng. Khi cho vào rồi mình tưới nước cho nó ẩm. Nói chung đến giai đoạn này rồi thì chăm sóc nó sẽ đơn giản hơn. Ừ. Vậy thì em lại thấy ngoài vườn vậy thì xong đấy mình lại mang ra vườn trời trồng à? Đấy, nó tùy theo khách hàng nữa. Ví dụ như là bà con thích trồng cái loại 20 phân thì có thì thể mình đi sẽ bán luôn. À. Đấy. Còn những mà người mà thích trồng cái to kia thì mình lại cho ra vườn. À, tức là em hiểu thế này. Có thể là anh sẽ chia ra ví dụ một nửa anh trồng trong bầu này, một nửa anh mang ra vườn kia để anh trồng to. Đúng rồi. Rồi. Đã hiểu vấn đề. Thì chắc chắn là nếu mà trồng ra ngoài vườn thì nó sẽ nhanh to và cái này thì có thể vận chuyển nó dễ và mọi người về trồng một phát đúng như anh bảo là sau này không phải đánh lên nữa, một phát ăn luôn. Đấy. Theo quan điểm của mình là như thế, cứ trồng thẳng một cái là ăn luôn. Đấy, xác định ví dụ vị trí thôi. Đây như nhà bác ấy là đánh cây to là vào đây rồi, những cây to nhỏ sau xen cái. À đấy, cơ nãy bác có một cái chia sẻ là bác bảo là nếu mà muốn trồng dày. Trồng dày thì cứ ví dụ trồng các cây nên một thời gian trước đi. Đúng rồi. Trước khoảng vài năm đúng không ạ? Vài 3 năm, 5 năm ấy, xong rồi mình thu chen vào giữa một cây nữa. Ý là mình thu hoạch được rồi thì mình bắt đầu mới trồng những cây nhỏ. Đấy nha, nếu mà ai mà vườn đang rộng rồi mà muốn trồng thêm nữa thì bắt đầu là sẽ làm thế. Đó. Thế này anh hầu như vườn nhà anh là thế này anh bán hết rồi, anh mới bán được cái cây được nửa tháng trên vườn. Lại đến thời điểm này có lẽ mình xin phép được dừng video tại đây. Thì mọi người nếu có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với anh ấy nhá, và có thể nếu mà muốn làm một vấn đề gì về cầu nữa thì có thể để lại bình luận giúp mình, thì có thể mình sẽ quay lại với nàng Hoành Đồn và sẽ làm thêm các vấn đề về cầu giống, các vấn đề về cầu nhiều hơn nữa. Thì chào mọi người nhé, hẹn mọi người những video sau. Thôi em cảm ơn anh nhé. Thì sẽ một gì nào đó em sẽ quay lại đây và làm tiếp tục các vấn đề về cầu. Thì mong bác tạo điều kiện và cũng sẽ giúp em có thể giúp em và mọi người cùng hiểu hơn về cầu giống Hải Đường cũng như nàng Hoành Đồn và các vấn đề về cầu hơn nhé. Ok, nhất trí thôi. Và em xin phép.